cho được à, để nó tạo một phong thái đúng chuẩn đúng chút. Quá lạnh, hôm nay 12 độ ấy, ngoài Bắc mình đấy. Mà khoảng độ tầm 3-4 ngày nữa, 3 ngày nữa xong. Tầm trước đó xong. Giảm mát mướt một mặt trước đó. Ok. Đây giảm mát đây. Giảm mát các bạn, nó có làm đẹp to này không mình. Không phải gì nữa. Thiếu gì cả. Nước nước mùa hè cực mát luôn. Để giấy này là giấy nhập khẩu các bạn nhé. Lưới này, lưới lốc banh chứ. Lưới cho anh em. Đấy bán đây là không gian mát phụ đâu bạn nhé. Đây nó đây cũng một bể nữa. Không thể hướng dẫn các bác trần được không? Công cao một tí là được. Sợ gì? Hướng dẫn cho trần phương pháp.